Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của VN Review. Anh em thân mến, chỉ vài tháng trước thôi thì mình đã từng gửi đến anh em một video đánh giá chi tiết về chiếc laptop Acer Nitro V15, một chiếc laptop được mệnh danh là laptop gaming quốc dân của Acer, với rất nhiều điểm hấp dẫn từ thiết kế, cấu hình, hiệu năng, tản nhiệt và đặc biệt là mức giá. Và ngày hôm nay thì mình cũng có ở đây một chiếc laptop gaming khác đến từ Acer và nó cũng thuộc dòng Acer Nitro V. Đó chính là chiếc laptop Acer Nitro V16. Vậy thì chiếc Acer Nitro V16 này nó có tiếp tục giữ vững được phong độ là laptop gaming quốc dân của Acer hay không? Thì mời anh em cùng tìm hiểu trong video đánh giá chi tiết ngay sau đây nhé. Bắt đầu thôi! Như thường lệ, với bất kỳ một chiếc laptop nào thì điểm mà chúng ta sẽ cùng khám phá đầu tiên đó chính là thiết kế tổng quan của nó. Và so với thế hệ trước là Nitro V15 mà mình đã từng trải nghiệm thì ngoại hình của chiếc Nitro V16 này thì nó có phần trưởng thành hơn, chuẩn thanh niên nghiêm túc hơn khi mà toàn bộ cái phần nắp trên là một màu đen tuyền, chỉ có duy nhất một logo chữ N cách điệu đặc trưng của dòng Nitro với khả năng biến màu khi nghiêng ở các góc khác nhau khá là bắt mắt, được đặt ở chính giữa đây. Và không còn các họa tiết dạng mưa sao băng lạ mắt như là ở trên phiên bản Nitro V15 nữa. Nhưng không phải vì thế mà chiếc Nitro V16 này thì nó tỏ ra kém mạnh mẽ. Trái lại thì chiếc laptop này trông vẫn rất hầm hố và đậm chất gaming bởi kiểu dáng vuông vắn và chắc nịch. Các chi tiết hốc tản nhiệt được bố trí trải đều ở khắp các cạnh, đặc biệt là hai cái hốc tản nhiệt ở phía đuôi máy đây, mô phỏng lại các ống xả trên các mẫu siêu xe thì càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ và cá tính. Toàn bộ cái phần vỏ máy này thì nó được làm bằng nhựa thôi, nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp và chắc chắn và không hề o bẹp chút nào kể cả khi mà ấn mạnh vào. Do có kích thước màn hình lớn lên tới 16 inch, lại là laptop gaming nên Nitro V16 cũng có cân nặng tới 2,5 cân, cùng độ dày là 24,74mm, thế nên sẽ hơi cồng kềnh và tập tạ đôi chút nếu bạn thường xuyên phải mang chiếc laptop này lên giảng đường hay là tới văn phòng. Và đây cũng là điều bạn sẽ phải đánh đổi khi mà lựa chọn một chiếc laptop gaming cỡ lớn như thế này. Phần bản lề thì rất là chắc chắn, cho phép chúng ta mở máy bằng một tay dễ dàng và góc mở tối đa của màn hình vào khoảng 140 độ, thế nên bạn có thể thoải mái tinh chỉnh góc nhìn màn hình cho phù hợp. Và Nitro V16 cũng không còn sử dụng bản lề dạng Eucalypt như là chiếc V15 nữa, mà đã quay lại với dạng bản lề truyền thống. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực lên bản lề, nhất là với chiếc máy gaming to nặng như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng khám phá đến khả năng kết nối ở trên chiếc Nitro V16. Các cổng kết nối trên Nitro V16 thì được giải đều các cạnh, trong đó thì cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng USB-A, cổng mạng LAN và một cổng âm thanh mic tai nghe chuẩn 3.5mm cùng với khe cắm quá Kensington. Cạnh phải thì chúng ta chỉ có duy nhất một cổng USB-A mà thôi, cùng các đèn báo trạng thái. Còn các cổng như là cổng nguồn, HDMI và USB-C chuẩn USB 4 thì sẽ được đặt ở cạnh sau. Cách bố trí này sẽ giúp chúng ta không bị vướng tay khi mà vừa cắm nguồn, vừa dùng chuột ngoài, vừa kết nối các thiết bị ngoại vi khác như là bàn phím, hub USB hay là ổ cứng di động, đầu đọc thẻ nhớ. Kết nối Wi-Fi 6E trên Nitro V16 thì sử dụng cặp mạng MediaTek RZ616, hỗ trợ độ rộng kênh tối đa lên tới 160MHz với tốc độ tối đa là 2,4 Gbps/giây, thừa đủ để cân tốt các mạng Internet cáp quang băng thông 1 Gbps đang dần phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Mình thử với mạng 4 chữ VNPT gói Home Mesh 7 tốc độ 1 Gbps ở nhà mình thì thấy lên được mắc ping luôn. Kể cả khi down game ở Steam, ở EA hay là Xbox Game Pass Riot thì cũng lên hơn tầm 100 Mbps/giây, rất là ngon. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá đến phần màn hình của Nitro V16. Hòa cùng trào lưu của các laptop gaming cỡ lớn thì Acer đã trang bị cho Nitro V16 một màn hình rộng rãi kích thước lớn tới 16 inch, độ phân giải đạt mức Full HD cộng hay là WUXGA 1920x1200 pixel, cùng tần số quét cao 165Hz. Điểm đặc biệt nữa của màn hình này là nó còn có tỷ lệ 16:10 bắt chen, có nghĩa là vuông vắn hơn so với tỷ lệ 16:9 truyền thống, phù hợp cho cả công việc lẫn giải trí. Màn hình này thì nó cũng đạt khả năng hiển thị là 100% gam màu sRGB, tấm nền IPS LCD với độ sáng tối đa là 300 nit. Trải nghiệm thực tế của mình nhận thấy là màn hình này cho chất lượng rất tốt, màu sắc tương phản đều rất ổn áp, độ sáng khá, góc nhìn rộng, dùng ngon cả khi chơi game, xem phim, duyệt ghép, làm việc hay là chỉnh sửa ảnh, dựng video. Về phần bàn phím thì nhờ kích thước lớn thế nên là Acer Nitro V16 sở hữu một bàn phím full size với cụm phím số tích hợp, giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác cho những công việc có liên quan đến việc nhập số liệu. Bàn phím của máy cũng được thiết kế với khoảng cách phím hợp lý cùng với một layout giúp bạn làm quen nhanh chóng.
Không như chiếc Nitro V15 trước đây chỉ có cụm 5 pad với 3 cột, thì trên chiếc Nitro V16 này thì cụm 5 pad đã được bố trí 4 cột tương tự như là bàn phím của desktop vậy. Thế nên là thao tác rất là thoải mái. Hòa cùng trào lưu AI thì Nitro V16 cũng có sẵn phím Copilot chuyên dụng trên bàn phím để gọi nhanh trợ lý AI Copilot trong Windows, sẵn sàng thực hiện những yêu cầu đa dạng của người dùng từ tạo ảnh, trả lời câu hỏi hay là đưa ra những tư vấn sáng tạo nội dung. Và hệ thống đèn LED trên bàn phím của Acer Nitro V16 cũng khá là bắt mắt với tông màu cam chủ đạo. LED tỏa đều trên các phím hòa cùng tông đen của vỏ máy tạo được nét hầm hố cần có của một chiếc laptop gaming. Khả năng tinh chỉnh với 4 mức sáng khác nhau để phù hợp trong nhiều môi trường. Hơi tiếc là đèn LED này chỉ có một màu cam duy nhất mà thôi và chúng ta sẽ không thể đổi sang các màu khác. Bàn dây chuột trên máy thì có kích thước vừa phải, vừa đủ để mang lại không gian thao tác thoải mái cùng độ nhạy tốt, thực hiện các thao tác cuộn trang, phóng to thu nhỏ mượt mà. Và yếu tố quan trọng tiếp theo trên bất kỳ một chiếc laptop gaming nào đó chính là hiệu năng. Và ở trên Nitro V16 thì anh em sẽ có rất nhiều phiên bản cấu hình hiệu năng khác nhau để lựa chọn. Khởi điểm từ AMD Ryzen 5 8645HS đến AMD Ryzen 7 8845HS, đi kèm các đồ họa Nvidia GeForce RTX 30506GB đến RTX 40608GB, lượng RAM hệ thống là 16GB DDR5 5600MHz, OSD PCIe Gen 4 dung lượng 512GB với mức giá dao động từ 27,49 triệu đồng đến 34,99 triệu đồng. Phiên bản trong video này mà mình trải nghiệm thì có cấu hình là AMD Ryzen 5 8645HS, các đồ họa Nvidia RTX 30506GB, và hiện thì cấu hình này nó có mức giá tham khảo vào khoảng 27,49 triệu đồng. Thử sức với các bài benchmark quen thuộc như là Cinebench R23, Cinebench 2024, Geekbench. AMD Ryzen 5 8645HS trên chiếc Nitro V16 này thì nó đều cho ra kết quả tốt với xung nhịp khoảng 4,3 GHz tối đa khi mà chạy đơn nhân, khá là ổn áp để xử lý những tác vụ quá ngắn. Khi mà chạy các tác vụ đa nhân nặng thì việc duy trì ổn định ở mức TDP 50W cũng giúp những tác vụ này được hoàn thành nhanh chóng hơn. Các điểm số hiệu năng của AMD Ryzen 5 8645HS thì gần như là ngang ngửa với con chip Intel Core i5-13420H trên chiếc Nitro V15 mà mình đã từng trải nghiệm trước đây. Với các đồ họa rời thì RTX 3050 là một trong những lựa chọn rất đỗi quen thuộc ở các laptop gaming giá rẻ tầm trung của năm 2024. Các công nghệ benchmark của RTX 3050 trên Nitro V16 với các phần mềm benchmark phổ biến như là 3D Max cũng cho thấy kết quả đúng như mong đợi của mình. Với các tựa game eSports như là Liên minh Huyền thoại, CSGO 2, Valorant hay là FIFA 24, chúng ta có thể thoải mái trải nghiệm với thiết lập đồ họa cao. Còn với các game AAA như là Call of Duty Modern Warfare 3 hay là Lie of P thì máy cũng thể hiện tương đối ấn tượng với thiết lập đồ họa từ trung bình trở lên. Nhìn chung thì RTX 3050 vẫn đủ để anh em chiến ổn thỏa hầu hết các tựa game phổ biến hiện nay ở độ phân giải Full HD trở lên. Cụ thể như với tựa game Valorant thì Nitro V16 có thể dễ dàng đạt hơn 140 FPS khi mà chiến ở mức setting cao nhất. Ngay cả ở trong những cảnh hiệu ứng cháy nổ phức tạp thì mức FPS cũng được giữ rất là ổn định. Tựa game CSGO 2 cũng thoải mái lướt tốt từ 80 FPS trở lên trên Nitro V với mức thiết lập đồ họa cao, đủ để anh em có thể chiến tốt ở nhiều map khác nhau. Với FIFA 24 thì có thể chiến tốt trên 100 FPS ở mức thiết lập medium trở lên, và ngay cả ở những cảnh phức tạp như là quay chậm hay là những cảnh đá phạt góc như thế này thì mức FPS vẫn được giữ ổn định ở khoảng tầm 40 đến 60 FPS. Với tựa game AAA là Call of Duty Modern Warfare 3 thì máy có thể chơi tốt ở mức medium với số FPS trung bình khoảng 80 trở lên. Và anh em có thể thấy là ngay ở cả những cảnh cháy nổ hiệu ứng phức tạp như thế này thì mức FPS vẫn giữ được rất ổn định ở khoảng 70 FPS trở lên. Và một tựa game AAA khác là Lie of P cũng có thể chiến tốt khoảng 80 FPS với mức thiết lập từ medium đến high khi mà chúng ta bật thêm công nghệ DLSS. Và các hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng, mưa gió cũng hiện lên rất là bắt mắt. Như mình đã đề cập thì Nitro V16 được trang bị sẵn một ổ SSD PCIe Gen 4. Và chiếc ổ này thì đến từ Kingston với dung lượng là 512GB. Tốc độ benchmark với Crystal Dynamics cũng cho thấy tốc độ đọc tối đa lên tới hơn 4,7GB trên giây và ghi tối đa là hơn 3,4GB trên giây. Hiệu năng cao thì tản nhiệt cũng rất quan trọng và điều này là không thể bàn cãi trên bất kỳ một chiếc laptop gaming nào. Và với Acer Nitro V16 thì nó được trang bị một hệ thống tản nhiệt 2 quạt cùng với 2 ống đồng dẫn nhiệt, bộ heat sink kích thước lớn để đảm bảo hệ thống hoạt động mát mẻ. Và như anh em có thể thấy đây, dù chiến game nặng liên tục, GPU load gần 100% mà nhiệt độ cũng chỉ loanh quanh tầm 70 độ C mà thôi. CPU nhiều lúc cũng lên tầm 100% mà cũng chỉ loanh quanh tầm 80 độ C mà thôi, rất là mát mẻ. Khả năng nâng cấp tiếp tục là một điểm mạnh khác được Acer duy trì ở trên Nitro V16 khi mà máy cung cấp tới 2 khe cắm RAM chuẩn DDR5 với khả năng nâng cấp lên tối đa là 32GB.
Và đặc biệt là chúng ta còn có hai khe cắm ổ cứng NDMR2 cho phép nâng cấp tối đa lên 2TB, quá là thoải mái cho hầu hết nhu cầu hiện nay. Cuối cùng là về pin thì pin chưa bao giờ là một điểm mạnh ở trên các laptop gaming cả, và với Acer Nitro V16 thì điều này cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta có một viên pin 57,5 Wh, và ở nhu cầu sử dụng bình thường không chơi game thì máy có thể trụ được khoảng 4 tiếng là tối đa, tùy vào độ sáng màn hình cũng như là các thiết lập hiệu năng ở trong phần mềm NitroSense. Còn nếu mà anh em vẫn muốn dùng pin để chơi game làm việc nặng thì nó sẽ trụ được vào khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mà thôi. Tất nhiên là để hiệu năng chơi game là làm việc nặng được tốt nhất, chúng ta sẽ bắt buộc phải cắm sạc. Như vậy là mình vừa gửi anh em video đánh giá chi tiết chiếc laptop Acer Nitro V16. Có thể thấy là chiếc laptop này tiếp tục giữ vững được phong độ là một chiếc laptop gaming quốc dân của Acer, khi mà nó có mức giá rất là hấp dẫn, chỉ trên 25 triệu đồng mà thôi, nhưng lại được trang bị rất nhiều tính năng cao cấp, từ màn hình lớn 16 inch, tần số quét cao 165Hz, chất lượng hiển thị ổn áp, cho tới hiệu năng nhanh nhẹn chiến tốt hầu hết các tựa game eSports phổ biến hiện nay, cũng như là các tựa game AAA với mức thiết lập đồ họa cao. Và đặc biệt là cái khả năng tản nhiệt của chiếc laptop này thì nó thực sự rất là ấn tượng. Còn anh em thấy sao về chiếc laptop Acer Nitro V16 này của Acer? Liệu nó đã đủ thuyết phục anh em cho vào giỏ hàng hay chưa? Anh em hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở phần comment phía bên dưới nhé. Nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên like, share cũng như là đăng ký kênh của VN Review để nhận được những video sớm nhất nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye!